Hello, xin chào các bạn. Đến thời điểm hiện tại là khoảng tầm giữa tháng 12, cái thời điểm quay video này. Và Hà Nội thì vẫn chưa hề có dấu hiệu của việc nó sẽ lạnh. Và những chai nước hoa mùa đông với bay mùi ngọt ngào bám tỏa khủng khiếp, gần như rằng chưa có sân chơi. Không biết rằng là năm nay thì liệu có đâu đó tầm 10 đến 15 độ hay không. Tại vì tôi nhớ là vào thời điểm này các năm thì thời tiết đã bắt đầu lạnh xuống tầm loanh quanh khoảng tầm 18 đến 15 độ rồi. Nhưng hôm nay thì đến thời điểm này sáng đâu đó vẫn 24, 25 độ, trưa thì lên hơn 30, tối thì lại về như buổi sáng. Hoang mang thực sự. Mấy ông bà bán nước hoa chắc cũng đang rất là hốt nếu mà ôm những cái con mà bám tỏa khủng. Và nhắc tới mùa đông bám tỏa khủng thì chắc chắn là chúng ta phải nhớ tới một thương hiệu khá là nổi tiếng, quen thuộc với một đại diện, đó là chai Baccarat Rouge 540 của nhà Maison Francis Cujan. Nhà nước hoa này thì cũng đã có một cái video mình chia sẻ về mùi hương như là Gong Xoa và một vài mùi hương mình có hứa hẹn rằng là mình sẽ làm trong năm nay. Và thực hiện lời hứa này thì tôi đã mượn chai nước hoa MFK Oud Satin Mood phiên bản XS. Và chai này thì nó mua đâu đó khoảng tầm năm 2020. Và đây là một cái phiên bản XS nhá, phiên bản đắt hơn so với cái phiên bản EDP bình thường. Và hôm nay thì cùng xem nó có gì đặc biệt mà rất nhiều người hỏi, đến mức tôi phải hứa rằng tôi sẽ phải làm review trong năm 2023. Bắt đầu thôi. À quên, cảm ơn em Hưng editor đã cho anh mượn nhá. Xong anh trả luôn, yên tâm, anh không giữ chai này làm gì cả. Nếu như các bạn tìm đến video này chỉ để xem review của chai Baccarat Rouge 540, một trong những cái chai mà rất nổi tiếng ở thị trường Việt Nam, thì xin thưa rằng là mình cũng đã có video review rồi. Và các bạn tìm đến được video này tại vì mình cũng chắc chắn là để cái hashtag đó là Baccarat Rouge 540 của nhà MFK. Thì đây là một trong những mùi hương nằm trong bộ sưu tập Oud Mood của nhà MFK. Và chai nước hoa đầu tiên thì nó được ra mắt vào năm 2012. Và cái sáng tạo Oud Satin Mood này thì là một trong những chai nước hoa được ra đời ở phía sau. Trong bộ sưu tập Oud của MFK ấy, thì hiện tại nó có đâu đó khoảng tầm, hình như là mình nhớ không nhầm, tầm 7 đến 8 mùi hương. Để mình thử liệt kê ra đây nhá. Số 1 đó là Oud, 2 đó là Oud XS này, 3 nó là Oud Satin Mood phiên bản EDP, Oud Satin Mood phiên bản XS, Siêu Mood nữa, hai con Siêu Mood, rồi một con Cashmere với lại một con hình như là con Velvet nữa. Thì hình như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đúng rồi, 8 con. Và ở Việt Nam thì các bạn sẽ chủ yếu gặp đó chính là Oud Satin Mood hai phiên bản EDP và XS. Ngoài ra thì có những cái phiên bản như là Siêu Mood và Oud thôi. Còn cái bản Cashmere với lại cái bản còn lại thì mình không thấy ở trên thị trường có quá nhiều. Cũng không biết là lý do là diss hay là như thế nào. Nhưng mà có một cái câu chuyện vui, đó là trong một cái tờ tạp chí mà tôi đọc của cái tạp chí Next này. Đây, cái tạp chí này, không phải số này. Thì có một cái số trước khi mà ông chủ thương hiệu Maison Francis Cujan, là ông Francis Cujan, ông ấy có bán lại cho LVMH ấy, thì ông có nói một câu rằng là tôi là một nhà nước hoa niche mà tôi trân trọng những sáng tạo của mình. Có những mùi hương tôi đưa ra một năm chỉ bán được 90 mấy chai, điển hình đó là Gong Xoa. Nhưng mà tôi vẫn để nó sản xuất, chứ tôi không bao giờ ngừng sản xuất chai nước hoa nào cả. Và cái đấy thì các bạn có thể xác thực lại. Đặc biệt là ông cũng có nói một câu, đó là tôi sẽ không bao giờ bán mình lại cho những cái thương hiệu lớn tại vì nó sẽ mất chất. Nhưng mà các bạn biết rồi, đó là LVMH thì đã mua lại Maison Francis Cujan rồi. Đây là một vài cái thông tin hay ho mình đọc trong những cái tờ tạp chí này để cho các bạn biết thôi. Đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau ngó một chút về cái phần thiết kế. Đây là chai nước hoa nó đã khá cũ rồi nên là cái phần tem nó không còn bóng nữa. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đó. Cái chữ nó cũng đã mờ hết rồi, có nghĩa là bạn chỉ cầm cần ở trên tay thì bạn có thể nhìn thấy thôi. Còn qua cái góc máy cam thì nó không còn quá rõ rệt. Và những cái phần nắp này nó cũng đã bị xỉn màu đi khá nhiều. Nhưng mà với cái phiên bản XS ấy, thì các bạn có thể thấy rằng là nó có cái sự khác nhau ở cái phần tem thiết kế này, cũng như là cái thông tin nó ghi ở phía dưới. Và những cái chai đời này thì thường là nhiều người đi săn tìm rất là nhiều, đặc biệt là những bản cũ. Những cái chai nào nổi tiếng thì đa phần người ta đều tìm bản cũ. Đấy là một cái cách của thị trường nước hoa hoạt động, đặc biệt là ở thị trường Việt Nam. Cái chai nào mà ra mắt đâu đó cách đây 2-3 năm thì người ta bằng một cái thuyết âm mưu nào đó thì người ta bảo là những phiên bản cũ ngon hơn. Cái này thì nói thật là với cá nhân mình thì có một vài cái đúng, một vài chai nước hoa đúng, nhưng mà
có những chai nước hoa họ cũng mang ra để nói best code, thí dụ như kiểu Nautica cái thứ, thì tôi khá là khó hiểu. Với cá nhân mình, nếu mà là người dùng bình thường thì các bạn còn không cần quan tâm đến cái vấn đề là bản cũ bản mới làm cái gì cả, nếu như không có sự thông báo reform về mùi của chính hãng. Còn cái kia chỉ là cảm nhận của số đông thôi. Còn cái việc mình dùng thì mình phải dùng chai mới, sau này hết thì mình mới lại đi tìm chai mới mua tiếp, chứ mình không thể nào mình cứ đu theo những chai cũ với một cái giá thành đắt hơn cả. Còn chất lượng mùi hương thì mình chưa được kiểm chứng. Thì đấy cũng là cái chia sẻ kinh nghiệm ngay ở cái phần đầu cho các bạn có thể dễ dàng thoải mái tư tưởng để xem review hết cái video này. Cái phần nắp này thì nó rất là khít nhá. Đây, các bạn có thể nhìn thấy tôi có thể xoay thoải mái. Ui dồi ôi, rồi, mẹ tí vỡ. Vỡ là đền vỡ mồm ấy. Ui, vừa mới mở ra một cái. Các bạn biết mùi hương khi mà vừa mới mở bầu vòi ra là gì không? Đó là một cái mùi rất là chua của vải kết hợp cùng với cái nét hơi kiểu phấn hoa một tí. Nhưng mà cái mùi hương này ấy, thì tôi chia sẻ thật, đó là sau khoảng tầm có lẽ là tầm 7 đến 8 ngày tôi test liên tục thì tôi chỉ dám xịt buổi sáng, tôi không dám xịt buổi tối tại vì độ hương của nó quá khủng. Và cái mùi hương này khi mà các bạn vừa thấy nó ra khỏi đầu vòi thôi, nó chạm đến da các bạn đưa lên ngửi ngay thì các bạn sẽ không nhận thấy cái bay cồn quá rõ rệt nhá. Đây là điển hình của những cái chai nước hoa làm theo hơi hướng phương Đông và đặc biệt là làm theo hơi bay ngọt của MFK nữa thì cái nét cồn nó không lên quá rõ rệt đâu. Cái mùi hương này so với 540 thì nó cũng sẽ có một cái cảm giác nhận cái cảm nhận về cồn các bạn cũng không rõ rệt như là chai Baccarat Rouge 540. Thì em này vừa mới chạm lên da các bạn đưa tay lên các bạn ngửi, các bạn nhận thấy một cái nét phấn hoa cực kỳ rõ, rất rõ rệt luôn. Và tôi có cảm giác rằng what, cái gì đây? Tại sao nó không giống với những cái nốt hương và với những cái gì mà mình đã từng trải nghiệm qua về những cái nốt hương ở trong chai nước hoa Oud Satin Mood phiên bản Aged. Mình còn khá là thắc mắc là tại sao cái mùi hương này ban đầu nó lại xịt nhiều phấn đến như vậy. Và mình phải hỏi rằng với editor rằng em dùng mùi hương này thường xuyên em có cảm nhận đấy ở cái phần top nốt nó có phấn không? Nó bảo không, em chỉ thấy ngọt thôi. Thì đây là cái chia sẻ cảm nhận cá nhân của tôi, đó là ngay khi vừa mới xịt ra tôi nhận thấy rất rõ phấn, cực kỳ rõ phấn luôn, là mùi phấn hoa rất rõ rệt, hơi đất một tí, hơi đất và chua nhẹ một tí. Nhưng mà các bạn chỉ cần kiểu quay ra quay vào một tí thôi thì cái nét phấn này gần như là nó sẽ dịu hẳn, chỉ còn lại phía sau. Và cái nét phấn này nó sẽ củng cố cho mùi hương có một cái độ khô. Và đa phần những cái chai nước hoa của nhà Maison Francis Cousin do ông này làm mùi ấy, thì mình ngửi rằng là mùi hương nó không có một cái độ quá là tươi, mà chủ yếu với những cái mùi hương dày là phương Đông với bay mùi ngọt dành cho mùa lạnh thì Francis Cousin làm đều có hơi hướng khá là khô. Và sau khi cái mùi hương nó bay đi cái nét phấn thì mình nhận thấy cái nét chua của vải rất là rõ rệt. Cái nét chua của vải lên và nó lên một cái cách nó giống như kiểu là khi mà mình gạt những cái bụi ở trên một cái tấm kính ấy. Nếu như ở cái phần top nốt của Oud Satin Mood nó là một cái lớp bụi phủ lên cái nét phấn, nó làm cho mùi hương có một cái sự hơi khó hiểu, hơi thô ráp và nó hơi hổ lốn một tí. Tôi nói thật luôn là hơi hổ lốn khi mà tôi chưa hình dung ra được. Và khi mà các bạn gạt đi cũng như là lúc nó bay đi cái nét phấn này thì các bạn sẽ thấy rằng là một cái mùi vải chua hơi cay cay the the lên rất rõ rệt. Cái mùi hồng ở đây ý, thì như mình cũng đã chia sẻ ở trong những cái kinh nghiệm về ngửi mùi hồng thì mình thấy rằng là hồng nó xuất hiện nhiều khía cạnh, có thể là hồng với trái cây, hồng vải, hồng pisi, hồng xanh rất là nhiều. Thì ở đây các bạn sẽ nhận thấy cái nét chua vải rõ rệt cùng với cái nét the cay xanh của hồng đó, chứ không phải là một cái mùi một bông hồng ngọt ngào xuất hiện đâu, mà sẽ là cái nét chua vải đó. Và mùi hương này ở cái khoảng tầm sau nửa tiếng thì thực sự nó là một cái mùi hương rất mượt mà, blend rất là nhuyễn. Và nếu như để so sánh cái phần top nốt của Oud Satin Mood này với cái phần dry down sau khoảng tầm nửa tiếng xịt thì các bạn sẽ phải thực sự rất là thắc mắc khi mà các bạn thấy sự biến chuyển của nó rất rõ rệt. Không nhất thiết phải là những người xịt nước hoa quá nhiều nhận thấy điều này. Các bạn chỉ cần xịt mùi hương này 2 đến 3 lần thôi là các bạn nhận thấy sự biến chuyển từ top nốt ngay khi vừa mới ra khỏi vòi và sau khi khoảng tầm nửa tiếng. Thì các bạn sẽ thấy rằng là lúc đầu nếu như mà để hình dung cái hình ảnh ấy, thì nó giống như là những cái bật lửa ấy, bật lửa Zippo khi các bạn gạt cái phần đá lửa ấy, nó sẽ bắn tung tóe lên và nó tạo ra một cái luồng ánh sáng lửa nhiệt nó rất là hỗn độn. Nhưng mà khi mà đã ổn định rồi thì các bạn thấy rằng là cái lửa ở trong cái những cái bit Zippo nó rất là đều đặn. Đấy, cái thứ hai là cái độ sáng của cái lửa nó cũng rất là vừa phải, ấm, nóng, đủ. Thì cái mùi hương của
Satin Mood này khi mà nửa tiếng cho đến khoảng tầm 45 phút ở trên da, nó trở thành một cái bay mùi hồng, vải, chua, xanh rất mềm mại. Và cái nét này nó sẽ kéo dài khá là lâu ở trên da. Nhưng hồng, vải, chua nó không có nghĩa rằng là nó sẽ ngửi rất là juicy, rất là mát mẻ và thoải mái à, mà nó sẽ theo cái hơi hướng kiểu phương Đông ấy. Tại vì nguồn cảm hứng của bộ sưu tập Oud của nhà MFK là lấy cảm hứng từ phương Đông. Và cái nguồn Oud chủ yếu họ lấy là Oud từ Lào. Có thể các bạn sẽ thấy là có nhiều cái phiên bản sáng tạo khác như là Oud phiên bản thường hoặc là Oud phiên bản Satin siêu mút, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là nó lấy khá là nhiều nguồn nguyên liệu, có thể đến từ Lào, có thể đến từ Ấn Độ và đến từ những cái nguồn nguyên liệu khác nhau ở trên thế giới để tạo ra mix cùng với mùi Oud, mùi trầm hương ở trong chai nước hoa này. Và toàn bộ mùi hương ở trong bộ sưu tập Oud Mood của ông đó đều là những cái trải nghiệm của cá nhân ông khi mà ông mix những mùi hương khác nhau cùng với cái nét Oud trầm hương ở trong này. Thế nên là các bạn sẽ thấy là mỗi một cái mùi của ông trong bộ sưu tập này nó cũng sẽ là một cái khía cạnh khác. Và sau khoảng tầm 5 đến 6 tiếng ở trên da mình thì Oud Satin Mood nó rẽ theo một cái hướng hoàn toàn khác. Khi mà ở cái top note thì như mình đã nói, lên phấn rõ rệt. Và ở khoảng giữa thì các bạn nhận thấy một cái tông mùi hồng, chua, vải, xanh the cay rất là mềm mại, mịn màng và đậm chất phương Đông. Nhưng mà ở phần dry down ấy, cảm giác rằng chúng ta đang xịt một chai nước hoa hoàn toàn khác. Mình có thể khẳng định với các bạn luôn, các bạn nhận thấy ba cái sự biến chuyển mùi hương này rất là rõ. Không cần phải chơi nước hoa thì các bạn cũng có thể nhận thấy được. Và có hôm khi mà mình test em này vào buổi sáng cùng với vài mùi hương khác thì mình có xịt lên nhiều vị trí khác nhau ở trên người. Thì cái lúc mà mình ngửi lại em này, mình rất bất ngờ. Mình nghĩ rằng là hay là cái chỗ đấy không phải là mình xịt cái mùi Oud Satin Mood. Tại vì khi mà dry down ấy thì em này lên một cái bay mùi vani sáng. Và nó có gợi nhớ một chút đến Nissan Annie hay là những cái tông mùi vani ở phân khúc tầm 3 đến 4 củ khoai, làm theo cái hướng sáng bột và được cái blend rất là nhuyễn. Và thực sự nó làm cho mình hoang mang. Thế nên là mấy ngày sau tôi phải test thật kỹ. Thậm chí rằng là hôm trước tôi còn phải ghi cái phần tên của chai nước hoa lên đây. Tôi đánh dấu là MFK để tôi nhớ vị trí xịt của con này để tôi test lại một lần nữa. Thì tôi đã dành khá là nhiều thời gian và tâm huyết để có thể thử mùi hương này. Và như ban đầu mình có nói rằng hiệu năng của MFK Oud Satin Mood rất kinh khủng. Và đặc biệt nó chỉ sử dụng vào những cái ngày trời đâu đó 10 đến 15 độ thôi. Tại sao lại là như vậy? Mùi hương này ở trên da của tôi nó lưu đâu đó khoảng tầm 10 tiếng. 10 tiếng là hoàn toàn thừa sức. Nếu như không muốn nói quá là nó có thể lưu cả ngày. Từ sáng sớm cho đến tối mịt các bạn về. Miễn là các bạn đừng có tắm. Tại vì tắm thì nó cũng sẽ làm nhạt mùi hương đi khá nhiều. Nhưng nó sẽ không hết ngay nhá. Trừ khi các bạn tắm nước nóng, các bạn kỳ cọ đủ các kiểu thì mình không nói. Nhưng mà các bạn chỉ cần kiểu rửa tay sơ qua hoặc là tắm, kể cả dùng xà phòng, những cái mùi không rõ rệt thì các bạn vẫn sẽ nhận thấy mùi hương của em nó. Phải nói là nó có một cái độ lưu hương rất tốt. Và với một cái độ tỏa hương cũng không kém cạnh Oud Satin Mood ở trên da mình. Tỏa lúc nào cũng ngào ngạt, đâu đó tầm một cánh tay đổ ra. Lúc nào mình có thể thấy sự hiện diện của em nó. Em này ấy, chỉ cần các bạn xịt test 3 mùi cùng một cánh tay thì lúc ấy các bạn ngửi chỉ thấy mùi của MFK Oud Satin Mood thôi. Các bạn sẽ không nhận thấy những mùi hương khác nữa, mà các bạn phải dí vào các bạn mới nhận thấy được. Thế nên đây sẽ là một cái tông mùi. Thứ nhất là hiệu năng bám tỏa rất khủng. Cái thứ hai đó là hồng trầm, làm hơi hướng phương Đông. Và nó sẽ chỉ phù hợp vào những ngày 10 đến 15 độ. Nếu như mà những cái ngày mà đâu đó khoảng tầm 20 đến 25 độ đổ ra thì các bạn chỉ nên xịt 2 shot thôi. Tôi nói thật là như vậy. Còn với những cái ngày mà 10 đến 15 độ như mình có recommend, gợi ý đến các bạn ấy, thì các bạn có thể xịt đến 3 shot. Đây là chai nước hoa mà mình khuyên các bạn hạn chế, đừng xịt 5 shot. Nói thật đấy, đừng xịt 5 shot nếu như mà không muốn biến thành một cái bình nước hoa di động khủng khiếp luôn. Tiếp tới thì cái phong cách mà mình sẽ recommend cho các bạn về phù hợp với em này là như thế nào. Thứ nhất, tôi đánh giá Oud Satin Mood là một cái mùi dành cho nữ, nghiêng nữ nhiều. Nữ ở đây, thứ nhất, nghiêm cấm dành cho các bạn nữ bánh bèo. Cái thứ hai, đó là những cái bạn nữ theo cái gu kiểu hơi kiểu cá tính, bấm khuyên mũi hay là kiểu ăn mặc nó hip hop hay là kiểu phá cách, không phù hợp. Với cá nhân mình, nó sẽ phù hợp với những kiểu quý cô, quý bà nhiều hơn. Những người phụ nữ đâu đó khoảng tầm 25 cho đến 27 tuổi đổ ra. Định hình cho mình những cái phong cách theo cái kiểu lady,
mặc có thể là những cái áo hoặc những chiếc váy ôm sát body, khoác những cái áo lông kiểu như thế, hoặc là khác những cái áo da, và tóc có thể uốn xoăn, môi đỏ, da trắng, nó sẽ rất là phù hợp với kiểu đấy. Và cái phong cách thời trang như vậy thì chắc chắn rồi các bạn cũng biết rằng là nó sẽ không phù hợp với giới trẻ, tại vì với thời tiết lạnh thì không ai mặc một chiếc áo váy ôm body, xong rồi chỉ khoác một cái áo lông thôi, ra đường chết rét, chỉ có ngồi ô tô mới phù hợp thôi. Đấy là tôi nói thật. Và cái nơi mà các bạn đến nó sẽ là những cái nơi nó sang trọng, những cái khách sạn, những cái quán cà phê cho nó hịn hò, chứ không ai rủ nhau lên cầu Trương Dương ăn mặc như thế, trong cái xịt út sa tim mút cả, làm tí bắp ngô với lại ngô nướng rồi làm tí nước ngô nóng thì không phù hợp lắm. Đấy là tôi nói thật. Còn với các bạn trẻ đâu đó 18-20 theo cái phong cách kiểu áo phông, áo gió trông như một con gấu, hay là quần jean, sneaker thì nó thật là không phù hợp với kiểu đấy. Đó. Nên là xem review thì cũng nên cân nhắc xem là mùi hương này nó có phù hợp với phong cách không. Rất là lady. Và mùi hương này mình có cảm giác tôi nghĩ tới những cái nhân vật nữ ở trong những bộ phim như kiểu là James Bond, biết các thứ, mặc những cái váy đỏ trông rất là hấp dẫn và quyến rũ, kiểu như thế, kiểu phụ nữ châu Âu nhiều hơn, sắc sảo, mặn mà. Còn với các chị em Gen Z năng động trẻ trung thì say no, đừng dùng em nó, không phù hợp đâu. Dùng Baccarat Rouge 540 cho nhanh. Vậy thì chốt lại, chai nước hoa này nó có xứng đáng để mua hay không? Thì tất cả những yếu tố đã nêu ở trên, nhưng mà trên góc độ của riêng mình, nếu mà các ông nam đang quan tâm đến Oud Satin Mood thì tôi khuyên rằng là anh em không nên mua chai nước hoa này. Có một cái lựa chọn khác tốt hơn nằm trong bộ Oud Mood của MFK, đó chính là con Oud. Còn út phiên bản EDP hay phiên bản HH thì nó vẫn đều rất tuyệt vời và nó không bị quá ngọt. Các bạn biết rồi, MFK, Francis Cushion rất thích ngọt. Những chai nước hoa nào có bóng dáng, có tay của ông vào thì kiểu gì cũng ngọt. Vì thế thì trong bộ sưu tập út phải lựa chọn thì hãy mua út phiên bản HH thì càng tốt. Còn không thì hãy mua phiên bản EDP. Còn phiên bản này so với cái phiên bản EDP thì phiên bản này nó sẽ dày và đậm hơn và trưởng thành hơn. Các bạn nữ nếu mà cầm muốn trẻ trung hơn một tí thì các bạn cũng có thể xài phiên bản EDP để có một cái sự trẻ hơn ở trong mùi hương. Còn về cơ bản thì phong cách nó cũng không quá là khác nhau. Còn hiệu năng thì em này cũng sẽ có một cái độ lưu tốt hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng EDP thì chắc đâu đó tầm 8 đến 9 tiếng, một cái hiệu năng quá kinh khủng. Và nếu như các bạn đã từng thử qua em này rồi hoặc đang sở hữu thì đừng ngại ngần cái việc là hãy bình luận chia sẻ phía dưới. Sắp tới thì khả năng Tết sẽ cố gắng xin một cái giveaway to to để có thể chia tay cái năm cũ và chào đón năm mới. Và nếu như các bạn muốn làm giveaway cái gì, về nội dung như thế nào thì cũng bình luận ở phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.